Thưa các bạn, đối với anh em chơi cây cảnh và làm cây cảnh, nếu chúng ta muốn có cái cây đầu voi đuôi chuột theo cái quan điểm đó là gốc nở mà ngọn thu lại đấy các bạn, giống cây lục vừng này đây, thì chúng ta cần phải dùng một biện pháp có tên là cắt chuyền, hay còn gọi là cắt chuyển nhịp, hay có người gọi là cắt giật. Đây, mời các bạn xem qua cái cây này, tôi đã cắt chuyền nhiều lần rồi đây các bạn. Đây, mời các bạn xem này. Ta thấy phần gốc nó to như thế này. Đây các bạn. Đây, các bạn để thấy đây. Phần gốc thì khá to, khá nở đấy. Và lên thân này, các bạn thấy này. Đây. Lên thân nó vót dần này. Và lên phần cổ ngọn. Đây các bạn. Đấy, các bạn thấy cái nhịp điệu nó đi rất là rõ ràng. Và đây là cái vết cắt chuyền này các bạn này. Là cái vết cắt này các bạn. Đấy. Đây nữa các bạn này, đây cũng là vết cắt chuyền này này. Vết cắt này đấy. Đây, đây nữa này các bạn này. Sau đây tôi xin chia sẻ chi tiết về quá trình nuôi và cắt giật hoặc là cắt chuyền này các bạn, mời các bạn theo dõi. Thưa các bạn, về nguyên tắc nuôi và cắt giật thì nó cũng giống như là nuôi cành thớ và cành mồi thôi các bạn. Về vị trí thì có cắt giật rễ, cắt giật thân, cắt giật cành và chi dăm. Cành và chi dăm thì cũng xếp chung vào xếp cành cả thôi. Sau đây mời các bạn xem cắt giật rễ. Mời các bạn xem đây. Đây là một cái rễ. Tôi chỉ các bạn một cái thôi. Các cái sau cũng tương tự vậy. Có một cái gốc như thế này, nó ra một cái rễ và nó to chừng này. Chúng ta cần nó to chừng này, chúng ta cắt ngang đây. Cái nguyên tắc cắt rễ thì nó còn một tác dụng nữa, đó là chuyển hướng cái rễ này, nó bật rễ con. Các bạn thấy đây, khi mình cắt cái này, nó ra cái rễ phân nhánh, ta gọi là rễ thứ cấp. Ta giờ cái rễ thứ cấp này chừng nào nó to bằng 2 phần 3 cái rễ rễ lớn thì mình lại cắt cái rễ thứ cấp, cắt chỗ này thì cái rễ thứ cấp này nó lại đứt và nó phân nhánh tiếp tục, và mình cắt chuyền như vậy vài lần thì cái rễ này nó sẽ thành dạng rễ chân gà và nó đạt được nguyên tắc là ở trong thì to, ra ngoài nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần, và khi nó xuống đất thì nó nhỏ nhất. Sau đây mời các bạn xem ví dụ về cắt chuyền thân. Đây là một ví dụ về cắt chuyền thân các bạn ạ. Ta thấy cái đường thân nó lên. Lên đây ta cắt. Sau đấy mình nuôi một cái thân mới đến đây. Thân mới đây. Khi thân mới này to gần bằng thân chính thì mình lại cắt chuyền trên này. Kết hợp với nuôi một số cành thở để cho nó kín cái sẹo này. Đây mình cắt chuyền trên này. Có cái sẹo đây. Đây là cái sẹo cắt chuyền này các bạn. Và tiếp tục chúng ta cắt chuyền lên trên. Và sau đây mời các bạn xem một cái ví dụ mới cắt, nó đang chưa liền lạc đây. Mời các bạn xem ví dụ. Mời các bạn xem các ví dụ về cắt chuyền thân. Cây này mới cắt đây các bạn. Cái cắt còn mới đây. Khi chúng ta nuôi cái thân này đến một mức độ nhất định thì ta cắt để tạo một nhánh mới nhỏ hơn. Đây các bạn. Mình sẽ nuôi cái này to lên để thay thế cái thân này, để làm cái thân này liền lạc. Mấy bạn quan sát cái thân này. Trước đây mình nuôi từ dưới lên, sau đây mình cắt đây, cắt đây để tạo độ vót. Các bạn thấy ở dưới to, sau lên nó nhỏ dần nhỏ dần. Và lên ở chỗ này mình muốn cho cái độ vót nó tiếp tục thì mình lại cắt ngang đây. Đến khi mình nuôi hai cành bên này đạt yêu cầu thì mình lại tiếp tục cắt. Cắt để nuôi nhánh nhỏ hơn đây. Tạo độ vót, cắt chuyền thân. Và tương tự cắt chuyền tay nó cũng như vậy. Còn bên này là cái ngọn mình mới cắt. Cắt lên. Và đến đây thì mình nuôi ba cành bên để cho nó phát triển, để cho nó lớn. Đợt này đang làm đây luôn nên là mình cắt.
cắt cho nó phần nhánh sớm. Và phần cuối cùng mời các bạn xem đó là cắt chuyển tay, cắt chuyển cành đấy. Mời các bạn xem cành này. Cái cành này ta thấy rõ nhất các bạn này. Từ thân lớn phát ra, khi nó lớn đến một mức độ nhất định mình cần. Thì các bạn cắt chỗ này, cắt đây, cắt đây và mình nuôi các cái cành thứ cấp. Các cành thứ cấp bên này, khi cành thứ cấp này to một mức độ nhất định mình cần thì mình lại tiếp tục cắt cành thứ cấp để cho nó ra cành nhỏ hơn đây. Tương tự chỗ này cũng vậy, nó phân ra các nhánh nhỏ đây. Và mình nuôi phần nhánh nhỏ này để mình làm tay. Và cách nuôi thì chính là nuôi cành mồi đây. Nuôi cành mồi mà tôi đã chia sẻ với các bạn đây. Đây có chỗ này tiếp tục cắt chuyển nhịp với các bạn này. Chỗ này đang nuôi và mình tìm một cành thay thế đây. Cành này tương lai sẽ là cành thay thế. Cành bên dưới này sẽ là cành mồi, sau đó mình cắt ngay chỗ băng đỏ này. Mình sẽ nuôi cành nhỏ này để chuyển nhịp từ to sang nhỏ. Chứ bây giờ cành hai cành này gần bằng nhau. 99-100 nó không lệch. Và mình có nuôi cành nhỏ này thay thế. Mời các bạn xem phía bên này nhìn thấy rõ hơn. Mời các bạn xem cành này dễ nhất này. Đây. Mình nuôi từ thân lớn lên ra đến đây, sau mình cắt. Cắt đây thì nó phân nhánh này và nhánh này cùng với nhánh dưới. Đây. Tiếp tục mình nuôi, nuôi cành này lớn lên. Lớn lên đến đây mình cắt. Mình cắt đây. Cắt đây. Cắt đây và chuyển nhịp sang cành nhỏ. Tương tự bên này, cành này cũng vậy. Cành này to đến mức đạt yêu cầu rồi thì mình cắt. Đây cũng vậy. Kỹ thuật nuôi chính là nuôi cành mồi thôi. Đơn giản vậy thôi. Ví dụ cành này mình thấy nó to, nó chưa đạt yêu cầu thì mình tiếp tục nuôi cành này và mình chưa cắt. Mình nuôi thế thôi. Và cái khó của người nuôi cắt giật không phải là phần kỹ thuật mà là do tâm lý. Ví dụ mình nhìn những cái cành này, các cành này, mình thấy vướng víu và nhìn ngứa mắt. Hai bên này nữa này. Đây. Đây là cây cắt tỉa rồi chứ không, nó còn lom nhom lắm. Khi mình nhìn vào mình ngứa mắt thì mình cắt hết các cành này. Sau này không còn cành để cắt chuyển nhịp. Các bạn xem ví dụ này. Cái này cũng là do nóng vội đây. Cành này mới bằng chừng này. Lẽ ra mình phải để nó bằng ngón chân cái mình mới cắt. Nhưng mà cắt vội quá. Cuối cùng nó to bằng này. Cành phân nhánh bằng chừng này. Buộc lòng mình phải nuôi thêm hai cành bên để cho nó hỗ trợ, để cho nó lớn cành này ra. Tức là hai cành này thành cành mồi, sau này mình làm tán sau. Đây chính là tác hại của việc cắt vội vàng. Như bên này thì cắt đã ổn rồi. Như cái này cắt đã ổn đây. Hôm rồi tôi chia sẻ với các bạn rồi đây. Mình nuôi nó to đạt yêu cầu mình mới cắt. Thì sau này mình làm nó sẽ nhanh. Để khắc phục cái lỗi nóng vội này, các bạn hãy nghĩ trong đầu tâm lý như thế này. Nếu bây giờ mình không cắt thì 1 năm mình làm xong cây. Còn nếu mình cắt thì 3 năm chưa xong cây. Mình hãy luôn luôn nghĩ như vậy. Thì mình mới nuôi được cành mồi. Còn nếu các bạn thấy ngứa mắt các bạn cắt thì không nuôi cành mồi được. Và không nuôi cành mồi thì không thể cắt giật được. Mời các bạn xem thêm một ví dụ về cắt chuyền. Cái cây này đến hôm nay thì nó đã tương đối rồi. Cái vết cắt thân đầu tiên này các bạn này, mình cắt đây để mình chuyển thân chuyển nhịp đây, cho nó sang từ to sang nhỏ đây. Các bạn thấy đây, từ to sang nhỏ, lên đây nhỏ hơn nữa. Vết cắt phía bên kia, bên này có chuyển nhịp đấy các bạn cắt ngang đây, sau lên hai cành này, ra đây, cắt tiếp sang đây. Đây còn cái sẹo đây, tiếp tục ra ngoài, tương tự bên này cũng vậy. Mình cắt đây. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tôi vừa chia sẻ với các bạn về cách nuôi và cắt giật. Thực ra thì nó cũng chính là nuôi và cắt cành mồi thôi. Hy vọng có thêm thông tin để các bạn tham khảo và áp dụng. Chúc tất cả các bạn thành công. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách like video, đăng ký kênh để tôi có thêm nhiều
động lực làm nhiều video hay phục vụ quý vị và các bạn. Chúc tất cả quý vị và các bạn thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.